chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút. Nhiều nội dung đáng chú ý đã được chúng tôi ghi nhận để chuyển tải đến quý vị trong chương trình trưa nay, 9 tháng 9. Tâm dịch Long Hải huy động sức dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Huyện Đất Đỏ kịp thời chi trả tiền hỗ trợ cho lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Người dân Châu Đức phấn khởi khi địa phương trở về chỉ thị 15. Huyện Xuyên Mộc, bí thư các xã thị trấn ký cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, sáng nay 9 tháng 9, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp báo còn có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại cuộc họp báo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin đến các phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí tình hình phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh trong giai đoạn giãn cách lần thứ tư. Theo đó, nhờ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nên đã đưa tỉnh từ mức nguy cơ cao xuống mức nguy cơ. Hiện tỉnh xác định có 3 trên 8 huyện, thị xã, thành phố ở mức nguy cơ cao, tức vùng cam, gồm thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền. Một địa phương ở mức nguy cơ, vùng vàng là thành phố Bà Rịa, và 4 huyện còn lại là vùng xanh, bao gồm huyện Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Ngoài Côn Đảo thì tỉnh có 2 địa phương là Đất Đỏ và Xuyên Mộc qua 14 ngày không có ca mắc mới. Số ca tử vong trong tỉnh đến nay là 33 ca, chiếm tỷ lệ 0,8%. Về tiến độ trả kết quả xét nghiệm PCR, trong 24 giờ, CDC tỉnh trả đạt tỷ lệ 70% mẫu xét nghiệm, trong vòng 36 giờ đạt tỷ lệ 100%. Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đã giải đáp những thắc mắc của các phóng viên xung quanh các nội dung về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Trung ương và địa phương, tình hình đưa công dân Bà Rịa Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh về hoặc hỗ trợ công dân Bà Rịa Vũng Tàu ở lại các địa phương đang thực hiện giãn cách, giải pháp để Bà Rịa Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường, tiến độ tiêm vaccine trên địa bàn tỉnh, phương án đi lại của người dân tại các địa phương thực hiện chỉ thị 15, việc thu gom rác thải, các khu phong tỏa như thế nào để đảm bảo không lây lan dịch bệnh, lộ trình hoạt động của các tàu cá trên địa bàn tỉnh, vân vân. Thông tin chi tiết của buổi họp báo chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong chương trình thời sự tiếp theo. Những thông tin về hoạt động chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã được chương trình Hòa nhịp phát triển ghi nhận để chuyển tải đến quý vị ngay sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa vừa phối hợp tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm cho 78 hộ dân nằm trong khu phong tỏa thuộc phường Long Toàn và phường Phước Hưng. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, mì gói, sữa, cá hộp, cá khô, gia vị các loại và nước sát khuẩn. Toàn bộ kinh phí do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Hoạt động này nhằm động viên người dân trong các khu vực bị phong tỏa an tâm, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, chung tay với chính quyền thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ban công tác Mặt trận, Ban điều hành khu phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã tổ chức trao 534 suất quà gồm nhu yếu phẩm, rau củ, gạo cho người dân trên địa bàn khu phố. Tổng kinh phí trao quà gần 17 triệu đồng do Ban điều hành khu phố 2 vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Tính từ 19 tháng 7 đến nay, Ban điều hành khu phố 2, phường Phước Trung đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 3,8 tấn gạo, trên 2 tấn rau củ quả, 11.000 quả trứng, 255 thùng mì, 230 kg cá, 200 suất quà, nhu yếu phẩm và 500 ổ bánh mì mỗi ngày cho người dân sinh sống tại các khu phòng trọ trên địa bàn. Với tinh thần thương người như thể thương thân, ngày 8 tháng 9, Thành đoàn Bà Rịa phát 1.200 bánh mì ngọt cho các em thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 12 triệu đồng. Những phần quà bánh này do đoàn viên thanh niên tự làm ra nhằm chia sẻ yêu thương với các em thiếu nhi và động viên người dân nỗ lực vượt qua đại dịch. Chuyển sang thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền.
Thưa quý vị, trước tình trạng một số người dân trên địa bàn thị trấn Long Điền có biểu hiện không chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, công an thị trấn đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, qua đó kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Siết chặt việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, các tổ công tác của công an thị trấn Long Điền đã chia thành nhiều hướng tuần tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 16 trên tất cả các tuyến đường của thị trấn 24/24 giờ, qua đó lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm. Qua 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các tổ công tác của công an thị trấn Long Điền đã tổ chức 406 lượt tuần tra, kiểm soát, qua đó lập biên bản xử phạt hành chính 15 trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở 30 trường hợp vi phạm khác. Thưa quý vị, để đảm bảo cho người dân ai ở đâu yên đó trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 27 tháng 8 đến nay, các chợ trên địa bàn huyện Long Điền không bán hàng trực tiếp cho người dân mà chỉ bán cho lực lượng tình nguyện viên đi chợ hộ. Ban quản lý chợ Long Điền đã cho các bãi giữ xe tạm dừng hoạt động, đóng tất cả các cổng phụ, chỉ mở cổng chính. Tại cổng chính này, ban quản lý chợ bố trí bảo vệ trực trong suốt thời gian họp chợ để kiểm tra những người được phép ra vào chợ là tiểu thương và lực lượng đi chợ hộ. Ban quản lý chợ cũng phối hợp với lực lượng chức năng thị trấn Long Điền tuần tra giám sát để kịp thời xử phạt các trường hợp đến trước cổng chợ để mua hàng quá. Từ ngày mà 28 đến nay thì đa số là người dân chấp hành tương đối là khá tốt rồi. Cái trường hợp thứ hai nữa, trong khi đó thì ở ban quản lý chúng tôi là cũng thông báo cho tất cả tiểu thương mà đang kinh doanh tại chợ trong cái thời điểm này. Nếu tiểu thương nào mà buôn bán qua hàng rào thì chúng tôi sẽ lập biên bản đình chỉ ngay. Bên cạnh đó, kèm theo thì lực lượng cũng của địa phương là họ tuần tra kiểm soát vấn đề này. Đến nay thì tương đối nó cũng khá là tốt. Tiểu thương chợ An Khải cũng không bán hàng trực tiếp cho người dân mà chỉ bán hàng cho lực lượng đi chợ hộ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ủy ban nhân dân xã Ngãi đã chỉ đạo các ban ấp, tổ dân cư đi đến từng hộ dân để phát phiếu đăng ký nhu cầu mua hàng hóa trước 14 giờ mỗi ngày. Dựa trên các phiếu này, lực lượng tình nguyện viên sẽ đi chợ và giao hàng hóa đến người dân vào 9 giờ sáng hôm sau. Khi mà áp dụng cái mô hình đi chợ hộ thì thay vì người dân đi chợ thì hiện nay thì địa phương đã có thành lập hai cái đội shipper là để mà giúp cho người dân đi chợ. Đó là thứ nhất là đội shipper của đoàn thanh niên, thứ hai là đội shipper của hội liên hiệp phụ nữ của xã. Thì qua thực hiện trong vòng 10 ngày thì cơ bản là người dân đồng tình với cái mô hình này của địa phương. Trong đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ lần thứ tư, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cũng quyết định đóng cửa tất cả các cửa hàng tự chọn, tạp hóa nhỏ, lẻ trên địa bàn để người dân thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở yên đó. Hệ thống cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn huyện Long Điền cũng được yêu cầu chỉ bán hàng cho lực lượng tình nguyện viên đi chợ hộ mà không được phép bán trực tiếp cho người dân. Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận chống dịch COVID-19. Những ngày qua, tại tâm dịch thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, người dân đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Những ngày này, tâm dịch thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đang tiến hành đợt lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 9 trên toàn địa bàn. Dù đã 71 tuổi, nhưng ông Khương Hữu Linh, tổ trưởng tổ dân phố số 8, khu phố Hải Hà 1, vẫn nhiệt tình tham gia hỗ trợ đội lấy mẫu xét nghiệm. Lấy mẫu xong, ông Linh lại cùng ban điều hành khu phố phân chia lương thực thực phẩm, hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa. Nói đúng là sức khỏe mình thì mình cảm thấy đảm bảo. Tất cả mà từ gạo, đồ ăn và thực phẩm, tất cả gì đều trả từ hộ, không thiếu một hộ nào. Trong lực lượng tuyến đầu đang căng mình chống dịch ở cơ sở, đang có sự đóng góp rất lớn của những người cao tuổi, cán bộ hưu trí. Là những lão tướng, nhưng với kinh nghiệm, đặc biệt là vai trò dẫn dắt, truyền lửa, họ luôn tận tâm, tận lực, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi, mọi lúc khi địa phương tổ chức hội cần. Tinh thần đó đã được ông Ngô Văn Trà, năm nay gần 70 tuổi, thể hiện ngay từ những ngày đầu khu phố Hải Hà 1 bùng phát dịch. Ngày đêm bám chốt phong tỏa đã gần 2 tháng nay, ông Trà không về nhà. À,
rồi ở nhà cũng khỏe hết phải không? Rồi thôi vậy mừng, chừng nào hết dịch thì anh sẽ về nha. Bị ba cái vụ dịch này ảnh hưởng rất nhiều thì bà con mình nó cũng thiệt thòi, cho nên mình mặc dù già tuổi lớn nhưng mà con cái cũng phải tham gia để mà phục vụ cho nhân dân. Cái nhớ nhà thì mình phải gác bỏ một bên, thành thử ra giấy mà cho nó mau chóng để hết dịch trở về với gia đình bà con làm ăn cho nó như cũ vậy đó. Gần 2 tháng thực hiện phong tỏa, người dân Long Hải đã cố gắng thực hiện ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly khu phố. Và để an dân, địa phương đã kịp thời vận chuyển các gói an sinh đến tận nhà và triển khai mô hình đi chợ hộ tại 170 tổ dân cư của thị trấn. Trong thời điểm dịch thì toàn dân phải thực hiện chỉ thị 16, thì phải nhờ được cái sự hỗ trợ của phụ nữ thì tôi đảm trách cái nhiệm vụ đi chợ cho hội viên và nói chung là toàn thể gia đình của người dân trong khu phố. Dù rằng là cái tuổi nó lớn nhưng mà vui đã giúp được bà con, dù cho là nó cực khổ thế nào, để bà con an tâm thực hiện chỉ thị 16 để cho nó qua được cái dịch. Trên cơ sở cái tinh thần của các chú, các anh, đặc biệt có những chú, các anh là lớn tuổi lắm, là người ta là cùng trực chốt, rồi người ta cùng kết nối để cho các cái đơn hàng tới thì giúp cho người dân là rất an tâm. Từ đó thì công tác mà thực hiện cái giãn cách là đảm bảo là nghiêm ngặt và thực hiện tốt. Có thể nói sự chung tay góp sức toàn dân trong cuộc chiến chống đại dịch đã và đang lan tỏa hình ảnh đẹp về tình cảm, trách nhiệm cộng đồng. Đây là sức mạnh giúp thị trấn Long Hải nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương an dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân chung sức với chính quyền đẩy lùi đại dịch COVID-19. Huyện Đất Đỏ đã nỗ lực triển khai nghị quyết 68 và quyết định 23 của chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhanh chóng đưa các gói hỗ trợ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất. Đảm bảo tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân gặp khó khăn trong thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách và hướng dẫn người dân làm hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Hồ sơ phê duyệt đến đâu, chi hỗ trợ đến đó. Theo phương án, phân giờ đến điểm tập trung hoặc đến tận nhà trao tiền, tránh phải tụ tập, chờ đợi. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có khoảng 3.000 lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, ngay khi có chủ trương hỗ trợ của nhà nước, địa phương đã cử cán bộ đến từng khu phố, phối hợp rà soát, lập danh sách những người đủ điều kiện và chi trả tiền ngay cho người dân khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ thì đến thời điểm này, địa phương cũng đã chi trả cho bà con nhân dân những cái lao động không có ký kết hợp đồng lao động trên địa bàn của thị trấn tổng cộng là 7 đợt. Với số tiền là 4.918.500.000 đồng. Thì qua cái 7 đợt phát tiền đó thì cũng góp một phần nhỏ trong vấn đề mà đảm bảo được cái an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của thị trấn Phước Hải. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ, đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 13.391 trên 13.543 hồ sơ với số tiền hỗ trợ gần 20 tỷ đồng. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của nhà nước đã giúp nhiều người có thêm động lực, niềm tin để nhân dân vượt qua đại dịch. Cũng nhờ mấy anh ở xã, ở ấp, mấy chị tổ trưởng cũng quan tâm tới người dân. Rồi trong thời gian là 2 tháng này em không có đi làm được, cũng nhờ mấy anh ở xã, ở ấp cũng làm giấy, chỉ cho em làm đơn để em đi làm giấy hỗ trợ thất nghiệp. Ngày hôm nay em đã được 2.600.000. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của nhà nước. Thời gian giãn cách, tôi không có làm cái gì hết. Nhờ sự quan tâm nhà nước cho tôi cái số tiền này, tôi rất là cảm ơn. Từ hồi giãn cách tới giờ ở nhà đâu có làm gì. Nhưng mà hôm nay nhận được số tiền này cũng cảm ơn nhà nước. Để chút tiền này để về mua lương thực đồ để ăn thêm. Huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn, thống kê, tổng hợp danh sách người lao động gặp khó khăn theo phương châm. Nhận hồ sơ đến đâu,
thẩm định, trình phê duyệt đến đó, không để tồn động, kịp thời cấp phát tiền đến tay người thụ hưởng. Bắt đầu từ hôm nay 9 tháng 9, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Dù nới lỏng giãn cách, huyện Châu Đức vẫn thực hiện song song hai mục tiêu, vừa bảo vệ an toàn vùng xanh, vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về tâm trạng phấn khởi của người dân Châu Đức khi chấm dứt thời gian giãn cách triệt để theo chỉ thị 16. Khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ông Nguyễn Đức Tuấn, bảo vệ trường mầm non Tuổi Ngọc, xã Bảo Chinh, huyện Châu Đức, chỉ trực các tại trường, hạn chế đi lại, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về giãn cách. Khi được thông tin huyện Châu Đức được tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, cũng như nhiều người dân khác, ông Tuấn vô cùng phấn khởi vì đây là thành quả phòng chống dịch của cả địa phương. Nếu mà tỉnh áp dụng như vậy thì người dân cũng được hơi thư thả một chút. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì nếu mà huyện hoặc tỉnh mà có áp dụng chỉ thị 15, tôi cũng vẫn hạn chế ra đường. Tại sao? Thì bản thân mình phải lo cho mình trước. Ví dụ có gì cần thì tôi sẽ đi, còn nếu không cần tôi vẫn ở nhà. Để vậy cho thứ nhất là tốt cho mình và tốt cho xã hội. Khi dịch bệnh xảy ra tại huyện Châu Đức, những nông dân như ông Trương Tức Hồng ít nhiều bị ảnh hưởng khi nông sản khó tiêu thụ. Đàn heo thịt hơn 40 con, thương lái chậm mua. Giá thức ăn gia súc lại tăng cao. Do đó, ông đều trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nay địa phương được nới lỏng giãn cách, ông Hồng cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn. Thì cái huyện Châu Đức nói chung, cái xã Bình Dạ chúng tôi nói riêng, thì theo tôi thấy là chúng tôi ở đây, nhà nước ra cái chỉ thị để chúng tôi thấy là ở đây dập dịch rất tốt. Và bên cạnh nữa thì chúng tôi được là xã hỗ trợ cho những cái trong một thời gian dài, thì được xã huyện hỗ trợ từ những chương trình, gói chương trình này với người dân xã Bình Dạ chúng tôi thấy rất là ấm lòng, cùng để mà chung tay mà chống dịch với xã Bình Dạ. Thì riêng tôi thì tôi thấy rất là vui và rất là phấn khởi, cũng như cả tất cả bà con đây ai cũng rất là trông cho xuống được chỉ thị 15 để đỡ áp lực một chút, và cũng tin tưởng rằng là chính quyền địa phương trong xã trong cũng như trong huyện có thể là làm tốt được để không có một ca nào mà bị lây nhiễm trong cộng đồng. Huyện Châu Đức hiện nay thì có 16 xã, trên 16 xã là vùng xanh, chăm. Thì trên địa bàn chỉ có 24 F0, chủ yếu các nguồn lây bệnh chủ yếu là các ở nơi khác chúng tôi xác định rất rõ ràng. Còn hiện nay phòng chống dịch tiếp tục chúng tôi thực hiện cái chỉ thị 15, thì cũng tiếp tục là quản lý, rồi siết chặt theo đúng chỉ thị, đúng tinh thần của 15 của Thủ tướng Phủ. Quá trình cũng vận động tuyên truyền, mỗi người dân là một chiến sĩ, xã phường là một pháo đài, theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phủ. Thì được sự đồng thuận của nhân dân rất là cao, nên tôi hy vọng rằng đến cái ngày 15 tháng 9, đến giai đoạn ngày 22 tháng 9 thì chắc chắn là trên địa bàn Châu Đức sẽ không còn ca F0 nào phát sinh trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, 16 trên 16 xã thị trấn của huyện Châu Đức đều là vùng xanh, vùng không có dịch. Có được thành quả đó là nhờ sự chung sức của người dân và chính quyền, góp phần đưa địa phương trở lại trạng thái giai đoạn bình thường mới. Song song với các giải pháp phòng chống dịch, huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội để trợ giúp người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thưa quý vị, vào chiều nay, huyện Châu Đức sẽ đón các thai phụ từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Đây là những trường hợp đầu tiên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thí điểm đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Hôm qua mọi công tác chuẩn bị đã được huyện Châu Đức triển khai hoàn tất. Theo kế hoạch đón các thai phụ từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tại huyện Châu Đức, công ty Phương Trang sẽ hỗ trợ 3 chuyến xe và phối hợp cùng với huyện tổ chức đón các thai phụ lúc 14 giờ chiều ngày 9 tháng 9 tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến huyện Châu Đức, các công dân này phải thực hiện cách ly tập trung tại trường mầm non Tuổi Ngọc, xã Bảo Chinh và trường mầm non Phượng Hồng, xã Bình Giả. Đây là các điểm cách ly mới, mỗi thai phụ được cách ly trong phòng với diện tích đến 60m², rất thông thoáng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì huyện cũng bố trí phòng ốc rất là thông thoáng, một phụ nữ là chỉ có bố trí là một phòng riêng liệt. Để cho và có nhà vệ sinh và các trang thiết bị giường mền
quạt đảm bảo để mà thay phụ ở lại. Đối với từng trường thì ủy ban huyện cũng thành lập cái khung cách ly quản lý gồm có lực lượng công an, quân sự, lực lượng y tế để mà hỗ trợ các cái phụ nữ mang thai khi có yêu cầu. Những người được đưa trở về đều là trường hợp đang mang thai, hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Đức, không phải F0 hay F1, không ở trong khu vực đang có dịch, được gia đình bảo lãnh, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và tập trung tại điểm đón theo kế hoạch. Ngoài 24 thai phụ trong danh sách đón về còn có 2 trẻ em dưới 3 tuổi đi cùng mẹ. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp huyện Châu Đức phối hợp với lại các sở ngành liên quan cũng đưa lên các trang website. Thì hiện nay người thành phố Hồ Chí Minh ở có hộ khẩu thường trú tại Châu Đức thì hiện đăng ký khoảng 900 người. Thì hiện nay thì kế hoạch chúng tôi cũng dự kiến đưa ra nhiều giai đoạn, nhưng giai đoạn đầu tiên thì đưa những người là phụ nữ có thai, rồi người già, trẻ em, kế nữa là học sinh sinh viên. Thì hiện nay trên cái đăng ký của website thì hiện nay khoảng 56 phụ nữ có thai, thì từ 1 tuần cho đến 38 tuần. Thì hiện nay thì họ rất tha thiết về tại muốn về cách ly tại địa phương. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà tới lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại 10 cơ sở cách ly tập trung và chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố. Tại các cơ sở cách ly tập trung, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Gia Thiều, Trường Tiểu học Phước An, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thái Bình, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, Trường Tiểu học Chí Linh, Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản, Trường Trung học Cơ sở Võ Văn Kiệt và chốt phong tỏa gần di tích nhà Má Tam Nhung. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao tặng các phần quà gồm bánh, kẹo, nước suối, sữa, khẩu trang và tiền mặt cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Mỗi phần quà có trị giá từ 3 đến 4 triệu đồng do hai đơn vị vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh của các trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu quyên góp ủng hộ. Để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã thị trấn, khi huyện Xuyên Mộc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn, theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, tại huyện ủy Xuyên Mộc, Bí thư trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn toàn huyện đã ký cam kết đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo nội dung ký cam kết, Bí thư trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và huyện. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ngoài địa phương vào địa bàn và người địa phương mình quản lý. Khi địa phương xuất hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sẽ thần tốc tổ chức truy vết F1, F2 đưa đi cách ly theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương, cơ quan trong công tác truy vết, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực, bao che của cán bộ, công chức nếu có. Bí thư trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện, Ban thường vụ huyện ủy nếu để xảy ra dịch do yếu tố chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị xác nhận công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một trường hợp hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thành Trí, nhân viên quân trí, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thành Trí sinh năm 1970, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 2021 khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm cách ly tập trung Trường Cao đẳng Quốc tế VABIS, thị xã Phú Mỹ. Đây là trường hợp được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và dư luận xã hội, gia đình đặc biệt quan tâm. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chính phủ sớm công nhận liệt sĩ cho quân nhân Nguyễn Thành Trí, nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ, cũng như các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên cả nước.
Chương trình Hòa nhịp phát triển ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình, bản tin thời sự tiếp theo.